Chương trình Vui cùng Hugo từng được xem là thanh xuân của nhiều thế hệ. Lên sóng từ năm 2005, chương trình cũng là nơi phát hiện ra nhiều gương mặt tiềm năng của showbiz Việt. Trong số đó, phải kể đến một vài cái tên nổi bật như Hoàng Thùy Linh, Thanh Vân, Thanh Thảo. Sau 18 năm kể từ khi chương trình phát sóng, dàn MC ngày ấy cũng đã có nhiều thay đổi khiến khán giả bất ngờ. Bước chân vào nghệ thuật từ rất sớm, Hoàng Thùy Linh nhanh chóng trở thành một gương mặt được chú ý. Sau thành công của Vui cùng Hugo, Hoàng Thùy Linh tiếp tục tạo tiếng vang khi tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng của Hoàng Thùy Linh chính là việc quyết định theo đuổi âm nhạc. Năm 2010, cô bắt đầu chuyển hướng sang ca sĩ. Sau đó, ca sĩ 8X phát hành MV đều đặn nhưng chưa tạo được nhiều tiếng vang. Sau nhiều năm ca hát, cô là chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám, thậm chí được khán giả trong khu vực biết tới. Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thùy Linh giành 4 giải cống hiến cùng nhiều giải thưởng danh giá. Cô có nhiều album làm mưa làm gió, có sức ảnh hưởng ở một số nước châu Á. Chính bởi điều này giúp nữ ca sĩ đang sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 35. Thanh Vân với biệt danh Vân Hugo, được biết đến từ thành công khi dẫn dắt Vui cùng Hugo. Nữ MC cùng cô bạn Hoàng Thùy Linh tham gia chương trình gắn bó với tuổi thơ của không ít khán giả nhí. Từ đây, cô trở thành nhân vật quen mặt trên sóng truyền hình qua nhiều bộ phim. Thành công ở phim ảnh, Thanh Vân tiếp tục gây ấn tượng vai trò MC với loạt chương trình nổi tiếng như Đường lên đỉnh Olympia, Việt Nam Got Talent, Vì bạn xứng đáng. Cô nhanh chóng tạo được dấu ấn không nhỏ bởi sự thông minh, hoạt ngôn. Thanh Vân từng đi du học và kết hôn khá sớm. Sau 4 năm sống chung và có một cậu con trai, cô quyết định ly hôn. Sau khoảng 10 năm, đường ai nấy đi, với chồng cũ, Thanh Vân thông báo kết hôn lần hai. Sau nhiều thăng trầm, biến cố tình cảm trong quá khứ, cô hiện có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Vì tình yêu, Thanh Vân Hugo rời Hà Nội để nam tiến, ổn định cuộc sống gia đình và bắt đầu xây dựng sự nghiệp, mối quan hệ ở thành phố mới. Nữ MC tiết lộ cô không hề gặp khó khăn trong việc giữ mối quan hệ với hai con và vợ cũ của chồng. Hiện tại, nữ MC có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con. Nữ MC vui và hạnh phúc khi được làm những điều mình yêu thích ở thời điểm hiện tại. Ngoài dẫn chương trình, Vân Hugo cũng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Thanh Thảo cũng là người gắn bó với chương trình Vui cùng Hugo trên HTV. Cô gây ấn tượng với lối dẫn duyên dáng. Biệt danh Thanh Thảo Hugo cũng bắt nguồn từ chính show truyền hình thiếu nhi này. Sau chương trình này, Thanh Thảo tiếp tục gây dấu ấn qua hàng loạt game show ăn khách, trong đó phải kể đến Việt Nam Idol. Năm 2007, Thanh Thảo kết hôn với chồng doanh nhân. Kể từ khi có hai con, cô lùi về chăm sóc gia đình nhỏ và ít xuất hiện trên sóng truyền hình. Năm 2020, Thanh Thảo xây dựng học viện về ngôn ngữ và kỹ năng cho giới trẻ. Người đẹp an tâm theo đuổi sự nghiệp vì có sự động viên, thấu hiểu từ ông xã. Trong lần xuất hiện trên truyền hình gần đây, Thanh Thảo cũng gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, bất chấp tuổi tác. Chia sẻ bí quyết giữ nhan sắc tuổi 42, nữ MC bật cười cho biết chỉ cần chơi với trẻ con nhiều, cười nhiều và vận động nhiều sẽ giúp bản thân được vui vẻ, trẻ đẹp. Dù không xuất hiện nhiều trong các game show, Thanh Thảo vẫn được khán giả yêu mến mỗi khi nhắc đến chương trình Vui cùng Hugo.